Đây là đoàn của mình đang đi tham quan khu du lịch Phượng Hoàng nhé cả nhà yêu nhé. Cảnh rất đẹp ạ. Lúc sáng là mình ở khu du lịch suối Mỏ Mắm, bây giờ về khu du lịch Phượng Hoàng. Các cả nhà nhìn rất đẹp. Đây đoàn của mình đang đi đây ạ. Đẹp quá, cả gia đình ơi. Khu sinh thái, khu du lịch Phượng Hoàng rất là đẹp. Các bạn có dịp về thăm vùng đất của Thái Nguyên có rất nhiều cảnh đẹp. Không những là có khu du lịch Dũng Tân, khu du lịch nhà của tôi, khu du lịch khu sinh thái Phượng Hoàng, rồi khu du lịch nói chung là rất đẹp các bạn ạ, khu du lịch suối Mỏ Mắm. Các bạn ơi, thực tình là mình cũng không nghĩ là cảnh lại đẹp lung linh đến như vậy. Rất đẹp các bạn ạ. Các bạn nhìn xem, nước chảy trong này. Có nước từ trong nguồn đổ ra, trong vắt nước mưa. Cũng chú cá bơi lội tung tăng lẹ, nhưng mà đã có khu du lịch quản lý cho nên là cũng dám đánh bắt ạ.